Ayo, nếu bạn mà muốn mua robot giá rẻ uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây là shop bán robot uy tín luôn. Bên cạnh đó thì shop còn những trải nghiệm như là bán hạt Roblox các loại tùy theo các loại game mà các bạn muốn nè, hoặc là game pass và cài thuê luôn. Ở shop Robux thì còn có nhiều game hấp dẫn khác như là vòng quay may mắn nè, lật thẻ vui vẻ, cơ hội các bạn có thể nhận được nhiều Robux hơn nếu mà các bạn gặp may mắn. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây và bây giờ chúng ta cùng đến với cái phần mà vật phẩm các bạn sẽ nhận được, đó chính là cái này. Đây là vật phẩm đầu tiên mà mình thấy nó khá là mới lạ so với những cái vật phẩm miễn phí trước đây. Và các bạn không nên bỏ lỡ cái vật phẩm này, bởi vì mình thấy là cách để mà lấy được vô cùng đơn giản, các bạn chỉ tốn thời gian để mà cày thôi. Nè, đây là cái vật phẩm mà các bạn sẽ lấy được. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với cái tựa game này. Link game thì mình sẽ để ở phần mô tả video nha. Khi mà vào trong tựa game này, các bạn sẽ nhấn play cho mình. Sau đó thì đi thẳng tới cái con NPC ở giữa map như thế này nè. Nó có hình chấm than á. Các bạn lại để nhận nhiệm vụ nha. Đối với những bạn nào mà mới chơi game này đầu tiên thì game nó sẽ cho trong cái ba lô là một cái cục gì mình cũng không biết nữa, nói chung là cái cục này để mà mở con bét á, và 200 hạt đậu thì các bạn dùng nó để mà mở nè. Bét nó sẽ hỗ trợ cái việc mà mở những cái vật thể trong đây một cách nhanh hơn. Các bạn bật ba lô lên và sử dụng cái con bét này nha. Do may xui nên là mở cái con này là cái con cùi nhất hay sao á. Bạn nào hơn thì có thể là mở những cái con ngon hơn, và cái tốc độ mà thu hoạch cái này nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Thì đó, các bạn cứ việc mà đi vòng vòng như thế này thu hoạch sao mà đủ cho tới cái mốc mà 2.000 hạt đậu để mà mở cái khu vực tiếp theo. Thì trong quá trình á mà mở thì các bạn nhìn thấy ở phía trên là có cái hộp quà không? Khi mà thời gian đó, điểm mà các bạn nhận được thì nhớ thu hoạch nha, để mà có thêm được một ít đậu, một ít đá. Còn thêm một cái nữa là trong quá trình mà mở như thế này nó sẽ có mấy cái cục này nè. Bạn nào mà muốn thêm bét để mà tốc độ nó nhanh hơn á thì có thể là mở như may thêm một lần nữa. Cơ mà cái đoạn này là Mai quên á, tại vì Mai thấy đậu của Mai cũng nhiều, đáng lẽ ra là Mai phải mở ở cái góc phía bên trái, con bé nó sẽ ngon hơn và cấp độ nó sẽ cao hơn. Đây, bây giờ để mình mở cái góc bên đây này nha. Nè, mọi người thấy không, con này nó nhỉnh hơn 4 level lận, con này cấp 5. Tối đa các bạn có thể sử dụng là 4 con bé trong một lần như thế này nha. Thì bây giờ Mai sẽ cày đủ 2.000 hạt đậu để mà mở cái vùng đất tiếp theo. Ok, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy ở cái góc trái là có một cái vùng đất là 4.500 đúng không? Thì các bạn chỉ cần cày lên đủ 4.500, mở cái đó ra thì các bạn sẽ nhận được vật phẩm á. Nhưng mà chưa, từ từ đã, bây giờ để mình cày được một ít đi. Một phần giúp cái tốc độ của bạn cày nhanh hơn á là các bạn sẽ nâng cấp từ những con bét mà trùng màu với nhau hoặc là giống nhau như thế nào á. Thì đây, mình sẽ nâng cấp hai con này đây. Và mình thấy là cái xui của mình nó sao sao ấy, nó chỉ nâng lên được một cấp thôi à. Thôi kệ đi. Bây giờ nhiệm vụ của Mai á, và cũng như là của các bạn là phải đi kiếm đủ 4.500 hạt đậu để mà mở ra cái khu vực lấy vật phẩm nè. Cái khoảng thời gian mà Mai bỏ ra để mà cày lấy vật phẩm này á thì tốn gần khoảng 8-9 phút gì đó. Nếu mà bạn nào mà hơi mở ra con bé ngon ngon thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn mình rất là nhiều. Đây, khi mà mở ra rồi các bạn sẽ đi đến cái chỗ chấm than này nè. Rồi, dùng cái đá đó mở ra là sẽ có được vật phẩm như thế này đây. Mọi người thấy không, nó vô cùng đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần mở được hai khu vực là 2.000 hạt đậu với lại 4.500 hạt đậu, sau đó thì kích hoạt đó thôi. Bây giờ mình sẽ review lại cho mọi người coi nè. Nhìn vậy thôi mà lúc đầu mình tưởng đâu là cái nón á, chứ không phải là như thế này đâu. Nó nằm ở cái một cánh và nó to cực kỳ luôn, nó bao trọn cả cái con nhân vật game của mình. Đấy, mình thấy vật phẩm này khá là thú vị và các bạn đừng nên bỏ lỡ nó. Ok, chúc các bạn làm sự kiện này thành công nha. Hẹn gặp mọi người ở những vật phẩm miễn phí tiếp theo. Bye bye.